Mình xin chào anh em, mình giới thiệu anh em bộ chữ 27 chữ cái của Đức. Con này thì sai chữ, nó là sai sai 4 ly nha anh em, xài sai 4 ly. Thì cái này nó con này bộ này thì trên này đóng gặp mini hết, tất cả trên phiên bản một là hàng Mỹ, hàng Đức, hàng Nhật gì họ cũng đóng hết, đa phần thì họ đóng cái thương hiệu của họ lên trên này, trên cái chữ gặp mini như thế này đó. Thí dụ như mình đã test con số 0, mình test con số 0 trên này có chữ O, mình đóng trên này, mình đóng trên cái đầu búa này đây cho anh em xem. Còn mình test chữ T trên cái đầu tiếp này đây để cho anh em xác nhận được độ cứng của nó. Còn khi mà mình sử dụng, một số anh em sử dụng thì ít có ai sử dụng trên đóng lên cái này lắm, họ đóng trên cái khung sắt như thế này là nhiều đó. Để mình test lên cho anh em biết là cường độ cứng, tại vì đồ của châu Âu thì lúc nào xài cũng bền, kể cả đồ Đức, đồ Mỹ thì nó vậy. Cho anh em nào cần thì liên hệ mình. Xin chào anh em.